Sự nổi tiếng của Đức Giáo Hoàng đang gia tăng trong cộng đồng người Công giáo ở Mỹ. Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy 9 phần 10 số người Công giáo Mỹ có ấn tượng tốt đẹp dành cho Đức Giáo Hoàng Francisco. Điều này chắc chắn sẽ gây tiếng vang khi ngài đến thăm New York, Washington DC và Philadelphia vào cuối tháng 9. Tôi nghĩ người dân đã nghe nói về lời mời của Đức Giáo Hoàng Francisco. Hiệu ứng Đức Giáo Hoàng Francisco là có thật. Đức Hồng Y Donald Ward là Tổng giám mục của thành phố Washington DC. Dù không cần bàn cãi về sự nổi tiếng của Đức Giáo Hoàng, ngài sẽ phải đối mặt với một số vấn đề gai góc ở nước Mỹ, từ sự chia rẽ trước vấn đề hôn nhân đồng giới cho đến thông điệp của ngài về vấn đề biến đổi khí hậu. Ngoài ra cũng tồn tại căng thẳng giữa Nhà Trắng và Hội đồng giám mục Công giáo Mỹ về tự do tôn giáo. Một vấn đề chủ yếu chính là sự suy giảm số lượng người Kitô hữu ở Mỹ. Một nghiên cứu mới đây về những thay đổi tôn giáo trên lãnh thổ nước Mỹ cho thấy số người trưởng thành tự nhận là Kitô hữu đã giảm khoảng 8% chỉ trong 7 năm. Số người Mỹ tự nhận là người vô thần, người theo thuyết bất khả tri hoặc không có gì đặc biệt tăng từ 16 lên 22%. Tôi đã nghe và thấy về điều đó, nhưng tôi không thấy điều đó ở những người trẻ ngày nay của chúng tôi. Tôi thấy số bạn trẻ tích cực liên kết với giáo hội ngày càng gia tăng. Chuyến viếng thăm sẽ kết hợp cả mục vụ và chính trị. Đức Giáo Hoàng sẽ chủ trì Đại hội Thế giới về gia đình tại Philadelphia để quảng bá vai trò của gia đình. Ngài cũng sẽ viếng thăm Cuba trước khi đến Mỹ. Ngài sẽ gặp Tổng thống Barack Obama, diễn thuyết trong hội nghị và phát biểu trước Liên Hợp Quốc tại New York. Ngài sẽ nhìn thấy một giáo hội đa văn hóa, ngài sẽ nhìn thấy bộ mặt của giáo hội trên khắp thế giới. Số người Công giáo chiếm 24% dân số nước Mỹ và khoảng 78 triệu người. Thú vị là dù số lượng người Kitô hữu suy giảm, số lượng chủng sinh ở Mỹ chuẩn bị được thụ phong linh mục lại tăng 25% so với năm ngoái. Năm 2015, có 595 chủng sinh Mỹ được kỳ vọng sẽ trở thành linh mục, tăng so với 477 chủng sinh vào năm 2014. Dù số lượng suy giảm, Mỹ vẫn là quốc gia có nhiều Kitô hữu nhất trên thế giới.